Meo. Meo, ăn cơm không? Meo 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 meo. Anh xem bóng đá cơ à? Anh xem bóng đá cơ à? Con này khổ, thế nó không ăn tối thì tí nó đói làm nào? Nó có ăn gì từ nãy giờ đâu? Nhưng mà ý em bảo là tí đưa nó đi chơi đúng không? Tí đưa nó đi chơi đúng không? Thế thì phải cho nó ăn chứ. Về nó đó. Không, nó đi chơi nó chả có sức. Không nói đâu. Lý do cho mày đi chơi. Mèo. Bắp. Nó đang làm bắp. Bắp trong chữ kim bắp rán. Nó là bắp. Nó là bắp. Gọi cục. Gọi mày là cục mày bị ngu đấy. Gọi là mày là bắp mày mới thông minh lên được. Rõ chưa? Hả con bắp kia. Bắp. Bắp bắp. Không phải dấn người đâu. Thì nó dấn người có ghét không kìa. Mày là chữ bắp trong chữ kim bắp rán. Kim bắp rán. Người ta kim bắp chiên, kim bắp rán. Không, nó khác nhau. Mày sắp bị làm con nuôi được khác rồi. Mày không kiếm được tiền cho tao nữa rồi. Tao phải tranh thủ tao quay mày. Anh nhớ chưa? Bác ạ. Bác bạn mày phải chui vào đấy đâu. Chủ mày không yêu thương mày đâu. Chủ mày đang chỉ mải ăn thôi. Thấy chưa? Mày bỏ rơi chưa? Sao bảo rồi. Này vào đây đi ăn. Này bác. Bác bác. Vào đây. Nhanh. Vào đi ăn tối. Nghe. Vào đây. Này con này nó có biết chỗ ăn của nó. Thế nó sẽ đón tự cho vào đấy ạ. Anh ơi, em bảo anh đổ hạt cho nó đi. Vì ba tê cá có vẻ tanh nên nó không ăn. Cá của họ.